Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trần Văn Đông và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn về một sự thật về ngành sinh trao học tập vân tay. Vậy liệu thì sinh trao học vân tay có phải là lừa đảo hay không thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ ở video lần này. Và dưới góc độ của tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điều như sau. Điều đầu tiên, để hình thành ra được sinh trao học tập vân tay thì đã trải qua rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác nhau từ năm 1880 ạ. Và năm 1926, Harry Rubin là cha đẻ của ngành sinh trao học tập vân tay. Và ông ấy đã nghiên cứu được rằng từ tuần thứ 13 đến 19 của thai nhi thì vân tay đã hình thành cùng với não bộ rồi ạ. Nên người ta nghiên cứu vân tay là chủ yếu là người ta nghiên cứu về não bộ để tìm ra được khả năng tiềm ẩn của con người. Điều thứ hai, đó là sinh trao học vân tay đã được ứng dụng ở rất nhiều các nước trên thế giới. Đặc biệt như Liên Xô là nước đầu tiên năm 1970 áp dụng sinh trao học vân tay vào tìm kiếm những vận động viên nổi tiếng tại cái Thụy Điển, tức là vùng ngón tay ở giữa của các vận động viên có chỉ số cao thì họ sẽ tập trung rèn luyện cho những người đó. Hay là ở Trung Quốc thì người ta áp dụng sinh trao học vân tay vào tìm kiếm những khả năng tiềm năng của mỗi con người. Và có rất nhiều công trình nghiên cứu khác nhau và có những ứng dụng khác nhau trên thế giới. Các bạn có thể search trên Internet bởi vì có rất nhiều bài báo liên quan đến sinh trao học vân tay. Điều tiếp theo đó là sinh trao học vân tay được vào Việt Nam từ năm 2010. Và đến năm 2019 thì chính thức sinh trao học vân tay có cấp mã ngành kinh doanh. Và để tồn tại trong 10 năm và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai thì sinh trao học vân tay có lừa đảo hay không và tại sao nó còn đang tiếp tục nữa? Thì đó là ba cái điều mà chúng ta có thể tìm hiểu được. Nhưng một số bộ phận vẫn xem sinh trao học vân tay là một dịch vụ lừa đảo. Và theo quan điểm của tôi với 4 năm kinh nghiệm thì tôi sẽ giải thích cho bạn như sau. Sinh trao học vân tay là một cái công cụ để giúp cho chúng ta khám phá ra khả năng tiềm ẩn bên trong. Và các bạn lưu ý này, từ khám phá ra tức là các bạn mới biết được cái khả năng tiềm ẩn của mình thôi. Còn để biến cái khả năng thành năng lực, chúng ta cần phải rèn luyện và rèn luyện liên tục thì chúng ta mới biến được khả năng tiềm ẩn mình thành năng lực chúng ta làm được việc. Thì đó là lý do tại sao mà rất nhiều người ở kia đã làm sinh trao vân tay xa nhưng họ lại để đấy và họ không tìm mình cho mình một cái môi trường để họ rèn luyện. Thì thực ra cái giá trị của sinh trao vân tay nó sẽ rất là thấp chỉ vì lý do chúng ta không rèn luyện, chúng ta không thực sự ứng dụng cái sinh trao vân tay vào trong cuộc sống của chúng ta. Đấy là lý do đơn giản mà sau khi rất nhiều người làm sinh trao vân tay ra, họ chưa thấy được hiệu quả cao là lý do đó. Và rất nhiều người từ lý do đó mà xem sinh trao vân tay vẫn là lừa đảo. Thì đó là góc độ của mình. Vậy thì cái việc mà sinh trao vân tay có lừa đảo hay không, các bạn hãy tìm hiểu kết hợp với những cái gì chia sẻ của mình vừa rồi với các video trong kênh YouTube của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau comment ở dưới, chúng ta hãy cùng nhau hỏi và đáp những cái mà các bạn đang thắc mắc. Và cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe.